Xin chào mọi người ha. Video này là cái đồng hồ Ambe kìm rất là xịn của Nhật Bản. Giá hiện tại là 1 triệu tư. Miễn phí vận chuyển ngay Hoyoki 3280 10F các bạn. Đây là cái đồng hồ gọi là rất là tốt và được nhiều người sử dụng các bạn. Nó có độ chính xác nó khá là cao. Nó đo được cái dòng xoay chiều tối đa nó là 1000 A các bạn nha. Và độ chính xác nó rất là cao, mọi người hãy tin cậy được cái loại này nha các bạn. Thì loại này nó sẽ đo được chúng ta là ampe một chiều, volt một chiều, volt xoay chiều, điện trở, thông mạch, chứ nó không đo được là ampe một chiều nha. Thông số kỹ thuật của nó chi tiết á, mình sẽ để dưới cái phần mô tả video này, thì các bạn có thể coi thông số kỹ thuật chi tiết của nó. Thì ta sẽ có vài thông số như là cái đo thông mạch thì nó có chuông, rồi cái phía dưới của nó thì là cái chỗ đây cắm que đo nó hơi lạ, nó hơi lạ, thì cái que đo theo nó hơi lạ. Bộ này ta sẽ có là một cái máy này, một cái hộp, một tờ hướng dẫn sử dụng, một cái cặp que đo và một cái túi đựng các bạn, túi đựng bằng vải màu đen nha. Thì loại này thì nó khá là tốt, bạn nào cần hãy liên hệ số điện thoại ở trên video để gọi mình để mua nha. Rồi chào các bạn.